Lý do nên yêu và cưới người đàn ông, phụ nữ lùn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Huyền Không. Thưa quý vị thân mến, từ xa xưa, ông bà ta đã quan niệm về việc tướng mạo của một người có thể ảnh hưởng đến cuộc đời, nhân duyên, chuyện vợ chồng. Đối với chị em, việc lấy được một tấm chồng tốt luôn là điều hết sức quan trọng. Điều mà họ gọi là tướng mạo chính là một ngành khoa học thông qua phương thức quan sát đặc điểm khuôn mặt của một người mà luận bàn về số mệnh, tướng số của họ. Trên đời này, ai mà không thích cái đẹp? Không chỉ có đàn ông thích đàn bà đẹp, mà đàn bà cũng thích đàn ông cao giáo, nam tính, phong trần và có duyên. Nhưng thật ra, cái gì cũng có cái giá của nó. Cái gì càng đẹp thì càng độc, đàn bà đẹp thì khó giữ, đàn ông đẹp thì lại càng đào hoa. Nhưng trong hôn nhân, hóa ra ngoại hình chẳng có giá trị gì. Đàn ông sĩ diện thì lắm khi cần vợ đẹp để khoe mẽ với thiên hạ, chứ đàn bà thì không cần. Họ chỉ cần một người đàn ông biết quan tâm, yêu thương họ thật lòng và làm trụ cột vững chắc cho gia đình, để vợ con an tâm dựa dẫm mà thôi. Theo nhân tướng học, thì đàn ông lùn lại chính là những người vừa giỏi kiếm tiền, chung thủy lại rất cưng chiều vợ. Ngoài ra, phụ nữ lùn thường có vận mệnh sung sướng, luôn gặp may mắn. Được tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay, Phong thủy Huyền Không sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn lý do nên yêu và cưới đàn ông, phụ nữ lùn. Vậy, đàn ông và phụ nữ lùn có tính cách gì? Đặc điểm thu hút đặc biệt gì? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung video ngay sau đây để biết thêm chi tiết. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy đàn ông cao có xu hướng kết hôn sớm, còn đàn ông lùn lại thường có hôn nhân lâu bền hơn. Đồng thời, đàn ông lùn thường muốn bù đắp hạn chế về thể chất bằng cách học hành cao hơn bạn đời, chăm chỉ làm ăn và kiếm tiền nhiều hơn. Ngoài ra, có rất nhiều lý do khác chứng minh phụ nữ nên yêu và cưới đàn ông lùn. Đàn ông lùn quyết tâm cao. Đàn ông có chiều cao khiêm tốn, thường chịu được áp lực và có sự tập trung cao. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình và quyết tâm thực hiện, họ sẽ cố gắng hết mình để đạt được bằng mọi giá. Tất nhiên, chẳng có gì khiến anh ấy thay đổi nếu đã quyết tâm như vậy. Đàn ông lùn trầm tính, đáng tin và trung thủy. Đàn ông có chiều cao khiêm tốn, thường không mấy sôi nổi trong đám đông. Họ có tính cách trầm tĩnh, không thích nói nhiều mà ưa quan sát. Những người có tính cách này thường là người đáng tin cậy. Ra ngoài cũng ít nguy cơ lả lơi hay bị cám dỗ bởi những cô gái khác. Là người tinh tế, lãng mạn, chân thành. Như để bù đắp thiếu hụt về thể chất, đàn ông lùn thường tìm mọi cách để yêu chiều bạn gái, vợ và rất tinh tế trong việc quan sát thái độ, tâm tư của họ. Giống như trong công việc, trong tình yêu, họ cũng có sự chân thành và kiên trì vô cùng lớn. Họ muốn làm mọi điều để người phụ nữ của mình được vui vẻ, hạnh phúc, để cô ấy cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này và rất ít khi bỏ cuộc, buông tay người yêu của họ. Là người đàn ông phóng khoáng và hài hước. Đàn ông sở hữu chiều cao khiêm tốn, thường rất phóng khoáng và không bao giờ tính toán chi li với người thân, nhất là vợ của mình. Chỉ là thứ vợ muốn, chỉ cần là điều tốt cho vợ, họ sẽ không bao giờ tính toán thiệt hơn điều gì. Hơn thế, một nghiên cứu còn chỉ ra rằng, đàn ông có chiều cao khiêm tốn lại được trời phú cho khả năng hài hước vô cùng. Những câu nói đùa và sự pha trò của chàng trai này đủ làm bạn và cả hội cười không ngớt.
Thực tế cho thấy, những danh hài thế giới cũng không hề cao giáo. Dù đi cùng một anh chàng thấp hơn, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt chút nào. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Takat sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề về tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Takat. Đội ngũ trợ lý sẽ xếp lịch cho quý vị gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, đàn ông lùn có tới 11 điểm nổi bật đáng chú ý so với đàn ông có chiều cao bình thường. Cụ thể như sau. Luôn tập trung cho mục tiêu. Người sở hữu chiều cao khiêm tốn lại thường có sức chịu đựng tốt và khả năng tập trung cao độ cho mục tiêu đã đặt ra. Một khi đã quyết tâm, chẳng gì có thể làm cho chàng trai này thay đổi. 2. Mang sự bình yên. Nếu để ý, bạn sẽ thấy ở chốn đông người hay trong các cuộc họp mặt, chàng nấm thường ít sôi nổi. Không phải chàng mất tự tin mà là đang quan sát, dò xét cục diện để đưa ra ý kiến khiến người khác bất ngờ. Sự trầm tĩnh của chàng sẽ mang đến cho bạn cảm giác bình yên. 3. Ít mắc sai lầm. Với đầu óc biết tổ chức, chàng nấm ít khi mắc sai lầm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhận thức được điểm yếu của mình, nên chàng luôn cư xử đẹp với mọi người xung quanh để lấy điểm. 4. Là người rất phóng khoáng. Đàn ông có chiều cao khiêm tốn, thường phóng khoáng và chẳng bận tâm các chi phí trong đời sống hàng ngày. Đặc biệt với người mình yêu thương, họ sẽ hết lòng chiều chuộng và không bao giờ tính toán thiệt hơn. Đó là cách họ lấy lòng người đẹp để bù lại khiếm khuyết hình thể của mình. 5. Sự lãng mạn luôn hiện hữu. Chàng nấm thường tìm mọi cách để làm vui lòng người yêu. Chẳng hạn như ôm bó hoa hồng đứng dưới cửa sổ, hát một bài hát cầu hôn. Ở bên chàng, bạn sẽ cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc. 6. Nụ hôn làm bạn ngất ngây. Với chàng cao hơn mình, bạn thường phải nhón khi hai người bì nhau. Cảm giác say đắm ít nhiều bị giảm sút do bạn ở tư thế không được thoải mái. Nhưng với chàng lùn, mọi chuyện sẽ khác hẳn. Bạn không cần phải nhón gót nữa, nhờ đó nụ hôn sẽ thú vị hơn nhiều. Nếu bạn chưa từng biết nụ hôn 100 độ C là như thế nào, chàng sẽ cho bạn biết cảm giác đó. Chàng nấm quyến rũ người khác phái không phải ở vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà ở đôi môi nóng bỏng của mình. 7. Vòng tay rất chặt. Do không cao nên chàng thể hiện rõ sự khao khát được bảo vệ người khác phái. Chàng luôn ôm và siết chặt người yêu để thể hiện tấm chân tình của mình. 8. Cao thủ trong chuyện chăn gối. Điều tuyệt vời cho bạn, đàn ông thấp thường được đánh giá đạt 9 điểm trong chuyện ấy. Họ rất quan tâm đến cảm xúc của nửa kia. Vì thế, tuyệt đối đừng coi thường nghệ thuật chinh chiến của chàng. 9. Trai đẹp thường không cao. Chân lý này có thể dễ dàng nhận ra. Đàn ông có gương mặt thu hút, đẹp tự nhiên, thường có vóc dáng rất bình thường. Còn những anh chàng cao to lực lưỡng thường đánh giá là manly do thân hình choáng ngợp hơn là đẹp trai. 10. Sạch sẽ, gọn gàng và có gu cực ổn. Một anh chàng không cao thường có gu ăn mặc rất tinh tế và thời trang hơn rất nhiều. Thử nhìn xem, đơn giản và vì họ có vóc dáng không được hoàn hảo lắm nên phải dùng trang phục che đi khuyết điểm đó. Dần ra, các chàng này cũng tích lũy một kiến thức khá khá về thời trang. Đi cạnh một chàng cực style cũng đáng phải tự hào đúng không nhỉ? 11.
chiều cao tỷ lệ nghịch với sự hài hước. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng một người khiêm tốn về ngoại hình lại được trời phú khả năng hài hước vô tận. Những câu nói đùa, sự pha trò của chàng đủ làm bạn và cả hội cười không ngớt. Những danh hài thế giới cũng không hề cao giáo một tí nào. Dù đi cùng một anh chàng thấp hơn, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Nhiều cô nàng cứ thích sở hữu đôi chân dài mênh mang. Thế nhưng, theo nhân tướng học, phụ nữ lùn thường có vận mệnh sung sướng, luôn gặp may mắn. Trong tiêu chí lựa chọn người yêu, bạn đời, đa phần cả hai giới đều quan tâm đến chiều cao của đối phương. Phụ nữ thì chọn chồng cao hơn mình một cái đầu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Còn các anh chàng cũng thích yêu các cô dài, cao ráo, chân dài tới nách, vì đây là tiêu chuẩn của vẻ đẹp con gái thời hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều cô nàng nấm lùn rất có giá, không những được nhiều người theo đuổi, mà còn được đại gia để mắt. Cuộc sống sau hôn nhân luôn sung sướng, may mắn. Và bạn có biết, theo nhân tướng học, đứa bạn 3 mét bẻ đôi đó của mình được dự đoán là có vận mệnh sung sướng, giàu sang, sau này có số lấy chồng đại gia. Thế nên, đừng có suốt ngày trêu chọc, bởi có khi mình chẳng có được số hưởng bằng nó đâu. Tính cách của những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Những cô nàng chân ngắn, vóc dáng nhỏ bé, được xem là người khá nhanh nhẹn, tháo vát, được lòng mọi người xung quanh. Họ có khả năng quán xuyến, cả việc nước lẫn việc nhà. Lúc này, chồng chỉ yên tâm lo đối ngoại, kiếm tiền, còn chuyện hậu cung, một tay nàng lo hết. Cô nàng nấm lùn cũng rất biết cách nũng nịu, thu hút sự quan tâm, chú ý của nửa kia. Đàn ông có bản chất thích che chở, bảo vệ, nên khi cưới một cô vợ nhỏ bé là cơ hội để chàng thể hiện bản lĩnh đàn ông. Đầu đội trời, chân đạp đất là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Vận mệnh của những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn thường có được tình yêu chân thành, được nửa kia yêu thương hết mực, bởi đối phương đến với họ bằng cảm xúc thật, yêu thương con người thật lòng của các cô nàng ấy, chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay ba vòng nóng bỏng. Theo nhân tướng học, họ sẽ có cơ hội lấy được chồng đại gia, cuộc đời hưởng nhung lụa. Lùn, xét về hình thức thì nhiều khi là nỗi khổ tâm của nam và nữ. Thế nhưng, bù lại có được những ưu điểm như chia sẻ ở trên cũng không có gì nối tiếc, phải không ạ? Mặc dù tướng số cũng có phần nào đó nói lên số mệnh, tính cách của một người, nhưng phần lớn, bạn cũng phải tự cố gắng để có cuộc đời tốt đẹp hơn. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến phong thủy, tướng số và muốn được may mắn hơn trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại, hãy đặt cuộc hẹn và đến gặp ngay thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, giải quyết những vấn đề mà mình đang gặp phải. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận liên tục cập nhật những thông tin bổ ích đến từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ, quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.